Dạ, kênh Mai Vàng Duy Lê. Mến chào cô chú anh chị mình ha. Chào buổi chiều thật là mát mẻ nha cả nhà. Rồi thì bên vườn em thì hôm nay cũng tiếp tục chia sẻ cả nhà mình ha. Thì chăm sóc cái cây phôi trong cái thời điểm tháng 6 này. Thì cả nhà mình tiếp tục theo dõi kênh. Thì cả nhà mình sẽ chia sẻ và giao lưu học hỏi những cái kinh nghiệm để mình nuôi cây mai phôi. Rồi đến khi mình ghép á, cây mai mình nó phát triển tốt nha cả nhà. Thì vào đầu clip thì em cũng chia sẻ cho cả nhà mình, thì sau khi mà cây phôi mình chỉnh sữa trong một nước dây đầu tiên đó cả nhà, ví dụ mình chỉnh sữa nè đó, cái ví dụ như cốt này em đã sữa lắc nhẹ rồi ha, lắc mình uống lắc thứ nhất là nó không có gãi ha, thứ hai nữa là những cái cành nhánh thì mình phân bổ cho nó đều với nhau, thứ nhất là không rối, thứ hai nữa là cái cành phải đưa về cho nó đúng hướng nha cả nhà. Thì cây mai mình sau khi lãi lá đó, chơi tết đó, thì nó sẽ đẹp hơn. Thì trong cái thời gian mà mình ghép cái cây đầu tiên đó, thì cũng có những clip thì em đã quấn dây và sửa chỉnh sửa cắt tỉa những cái nhánh mà dư thừa cho cả nhà mình đó. Thì cả nhà mình xem qua cái clip đó rồi thì cũng đã biết. Và sau khi thời gian mà một cây đầu tiên nó đã già và nó đi một cái cơ thứ hai nữa là cái lá nó xanh sung khỏe rồi cả nhà, thì có một số dây thì nó khuyết, cả nhà mình tháo ra mình sẽ bấm tược lại đó. Như cây này thì em cũng mới vừa bấm hôm qua nè cả nhà, bấm tược lại. Thứ nhất là khi mình mở dây ra mình bấm, mình phải bấm lại chứ để cái tược nó dài quá cả nhà, nó dễ bị tách bo ha. Và thứ hai nữa là mình bấm lại cho cái tàn mình nó cái chèo nó ra nhiều hơn. Nhiều anh em thì sợ mình thả tàn để cho cái cây mai nó sung khỏe, nhưng thật ra thả tới mức độ của nó đã xanh rồi, anh em mình sẽ bấm rong bỏ và tỉa những cái cành nhánh nào dư thừa. Nhiều như những nhánh này nó dư, nhánh bự mình vẫn cắt cả nhà, nhánh này cũng dư mình sẽ cắt bỏ đó. Tại vì cái nhánh chính nó ra thường thường sẽ có 2-3 nhánh phụ nó đưa ra nữa, thì cây mai của mình nó không có dư mà nó cũng không có thiếu ha, nó đủ cành thì nó tạo ra cái phơm tàn và cái cành nhánh nó sẽ đẹp hơn đó. Do vậy thì khi anh em mình cắt tỉa thì mình phải chọn cái thời điểm ha. Thứ nhất là cái cây mình cái cơ hai nó sung khỏe và mình bấm và bấm sâu ha, bấm sâu vô cả nhà. Và mình sẽ tháo dây ra, tháo những cái dây mà mình dìu lúc đầu và mình đỡ lại nhẹ nữa. Đó, mình đỡ nhẹ thôi, không có quấn khuyết nữa nha cả nhà, quấn khuyết nữa là cái nhánh này nó sẽ mất sức ha. Ví dụ như cây này anh chưa bấm nè cả nhà, cái tược nó đang ra quá là nhiều luôn ha. Thì cũng chờ lấy một số bo, thứ nhất mình chờ lấy số bo, thứ hai nữa là mình đợi nó cứng cáp một tí nữa cả nhà. Cây này thì theo như bấm là bấm cũng được, nhưng mà bây giờ thì hiện tại bây giờ mình đang chờ lấy một số bo nên mình để lại để cắt bo ha. Và mức độ mình bấm nè cả nhà, ví dụ như ở đây cái cành này là 1 gang nè, 2 gang nè, 2 gang rưỡi thì mình bấm lại bỏ hơn 1 gang rưỡi đi cả nhà. Tại vì những cái nhánh nó tên bắt buộc mình phải bấm sâu vô. Ví dụ mình chừa qua một cái co rưỡi ha, đây là mình lắp một cái co rồi, ra đây thì mình sẽ lấy cái chèo này để khi cái chèo nó ra nữa mình sẽ lắp cái co nó sẽ đẹp hơn. Và mình lấy cái co nó đúng hướng này cả nhà ha, ví dụ nó co về đây thì nó đưa ra đây thì mình lấy cái chèo này là đúng rồi cả nhà, nó ra một đoạn nữa mình sẽ lắc lại thì nó sẽ có cái đường cong nó đẹp hơn ha. Đó, nếu mà cả nhà mình lấy cái bo này, cái tược này đi cả nhà, mình cắt cái đây mình lấy tược này thì mình bẻ lại nó sẽ bị đơ cái đoạn này cả nhà ha. Nên mình lấy một co rưỡi đây, cả nhà thấy một cái co lơi lên đây một tí thì đưa ra đây nó sẽ có đường cong đó. Thì bấm tàn cũng vậy cả nhà, bấm tàn cũng vậy, khi mình bấm mình muốn cái tược nó ra bên đó để nó lấp khoảng trống đó thì mình cũng bấm vậy đó, chịu khó. Ví dụ như anh em mình chơi một vài cây đó, mà một vài cây thì mình sẽ cẩn thận mình chăm sóc nó kỹ hơn. Số lượng nhiều thì nhiều khi mình bấm mình thời gian mình không có để chăm sóc nó nhiều thì anh em mình có thể là bấm nhanh gọn lẹ đó, thì nó sẽ không có chuẩn bằng khi mình từ từ mình bấm mình lựa những cái mầm, những cái chèo này nó chuẩn thì tạo ra cái cây mai của mình nó sẽ đẹp hơn nữa cả nhà. Ví dụ những cái co này, đây là một cái co, nó lên ra đây thì bắt đầu ra ngoài khoảng này,
thì anh em mình lấy cái bo qua bên đây, cái mắt bên đây để mình sửa lại ra đây ha. Tại vì nó đưa bển thì nó phải bắt buộc nó phải lắc lại, thì mình sẽ lắc lại là mình lấy cái chèo máy bên đây. Cả nhà thấy rất là đơn giản, nhưng mà nhiều khi anh em mình không có để ý cũng không có biết đâu cả nhà, không có biết ha. Thì hôm nay thì cũng có dịp để chia sẻ cho cả nhà mình. Thì thời gian vừa qua thì cũng rất là nhiều rồi cả nhà, nhưng mà có những cái điểm nào mình cần thiết mình làm trong cái thời điểm quan trọng thì tiếp tục em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình luôn. Ví dụ cây này thì em đã bấm rồi nè cả nhà, bấm hôm trước thì cả nhà mình có xem những clip trước thì cũng đã biết. Thì cây này em bấm, thứ nhất là em lấy bo, thứ hai nữa là em thúc lại cho những cái mầm này nó sẽ đặc hơn nè cả nhà. Cả nhà thấy nè, từ ở trong đây mà ra ngoài luôn, những cái mầm này nó ra rất là đều, rất là đều ha. Từ trong ra ngoài nó đều đi được hết đó, thì nó cho ra cái cây mai mình nó đã sung khỏe, mà thời điểm mình bấm nó cái cây mai nó đã có rễ rồi mà nó đã xanh một cái cây đầu tiên. Thì anh em mình bấm như vậy cái cây mai nó không bao giờ nó khựng nữa cả nhà, và đặc biệt khi mình bấm rồi nó ra chèo rất là nhiều đó, sau này mình chỉnh sửa nó dư như vậy, có thể mình bấm bỏ bớt cũng được nữa nè, hoặc là mình chỉnh sửa thêm ra ha, để cho mình banh cái tàn nó đẹp hơn như cả nhà. Đây, cây này thì em cũng nuôi cho khách đó cả nhà, chỉnh sửa ra, hôm trước thì nó đặt kẹo luôn, hôm nay thì kéo ra cho nó đều thôi cả nhà, đều ha. Cây này trong hình thấy không lớn đâu cả nhà, nhưng ở ngoài mức độ nó lớn rất là dữ lắm cả nhà. Đây, còn cây tứ quý. Cây này thì em đã đi phân thùng rồi cả nhà. Cây này thì có được bộ đế là rất là tuyệt vời nha, cũng đang thả cốt ha, chuẩn bị mình lấy bo. Hai cái tứ quý lớn nó dài, cả nhà thấy cái tược này nó dài cỡ mét mấy luôn cả nhà, mét mấy như tược trên cũng vậy luôn. Tuyết dây rồi cả nhà, mình chuẩn bị bấm được rồi. Mới cây này cũng mới tước phân thùng, nay cũng 2 ngày rồi, thì đợi khoảng 8-9 ngày sau đó mình sẽ bấm bo lại ha, bấm bo bỏ thúc lại để cho nó đặt tàn, và mình sẽ tháo dây ra. Đây, số này nó cũng đã khuyết nè, khuyết cũng nhiều nè, mình tranh thủ mình sẽ làm ha, chứ để nó khuyết quá thì cái nhánh nó bị khựng lại đó cả nhà. Đây, quá trời được, các nhà thấy hôm trước nó bấm nè, này nó bấm nó ra được rất là nhiều ha. Thì những cái cây mình tưới dưỡng thì mình mới ghép cây đầu, tiếp tục mình tưới dưỡng thì mình tưới dưỡng ha. Ví dụ như cây này thì anh tưới cũng có quay clip cho cả nhà mình, thì nay nè cả nhà thấy thì nó đã dài ra mà một đoạn nữa rồi ha. Mình quấn dây mình chừa nè cả nhà, chừa thêm để khi mà nó ra nữa thì mình sẽ lắc một con nữa ha. Đó, thì cây này thì em cũng mới đi dưỡng nha cả nhà. Cây dưỡng ở đây thì thời gian đầu mà cây, những cái cây mình mới ghép thì em sẽ ghép là em sẽ tưới là Google nha cả nhà, tưới Google ha, Google đó cả nhà, và cộng thêm quan thì có thể 5cc cho 20 lít nước, hoặc là tưới nhẹ lúc đầu khoảng 3cc thôi cả nhà, 2-3cc để mình tưới kìm cho nó mức độ nó dinh dưỡng nó xanh hơn ha. Thì thời điểm này thì chưa có tưới phân thùng nha cả nhà, sau khi nó già cơi nó lú cơi hai mà lá nó xanh thì anh em mình sẽ đi được cái lượng phân thùng ha. Còn hiện tại bây giờ thì như vậy thì nó chưa xanh đâu cả nhà, nó mới có lụa thôi, nên mình sẽ chờ đợi ha, đi cây già cây này và đi cây hai. Ví dụ như cây này cả nhà là mình đi được cái lượng phân thùng rồi đó, mình bấm lại nó đã đi cây hai rồi, mình sẽ đi lượng phân thùng nhẹ ha. Ví dụ như mà cái liều lượng cho phép nó là 10 thì bây giờ mình sẽ tưới 7 hoặc là 6 thôi ha, để mình nhấp cho nó quen cái lượng phân thùng. Phân thùng là cũng có NPK, có nhưng mà nó là pha loãng nha cả nhà, cũng có những cái hữu cơ mình để làm cho cây mai mình nó sẽ xanh phát triển dày hơn. Đó là hôm nay là cách là để chia sẻ cho cả nhà mình ha. Thì để cho cả nhà mình tiếp tục mình chăm sóc một cái cây mai là trong cái thời gian đầu mình mới ghép và thời gian nó đi cơi hai thì mình sẽ tưới cái gì đó, thì để cho cả nhà mình biết những anh em mình mới chơi vào nghề có thể là mình sẽ chọn lựa cái cách tốt nhất để nuôi những cái cây mà chăm sóc những cái cây mai mới ghép cho nó sung khỏe và nó đạt hiệu quả hơn nha cả nhà.
Thì tại vì khi mình mua một cái mai chơi, nhiều khi mình thích, nó không đáng giá trị nhưng mà có giá trị đi chăng nữa, nhưng mà mình thích quá mà mình luôn không đạt thì cũng hơi buồn. Do vậy thì khi mình chăm sóc một cái cây thì đòi hỏi mình phải kiên trì đó nha, kiên trì, và mình phải biết cách để mình nuôi dưỡng nó nữa thì nó mới tốt được nha cả nhà. Rồi thì hôm nay cũng làm clip ngắn cả nhà, thì làm cái clip ngắn để chia sẻ cho cả nhà mình tiếp tục cái cách chăm sóc những cái cây mà mới ghép trong thời gian đầu và cây đi cơ hai, và mình bấm chỉnh sửa như thế nào để tạo cho cái cây mai của mình nó mức độ nó thành phẩm nó đẹp hơn và nó sung khỏe hơn nha cả nhà. Rồi chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều ha. Một lần nữa thì cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm trong thời gian qua, thì cũng như chia sẻ ủng hộ trong những cái clip vừa qua, thì mong cô chú anh chị mình sẽ tiếp tục ủng hộ ha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều, chân thành một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị mình.